xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông Thành phố Lào Cai thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Thành phố Lào Cai góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã tích cực chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy sao. Trong hơn 2 năm qua, Thành ủy Lào Cai đã kịp thời quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định, văn bản của Trung ương, tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, đặc biệt là đề án số 16 Ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025 đến tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng như tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến, hội nghị sinh hoạt cấp ủy sao gửi văn bản, gửi qua mạng nội bộ office, bản tin, cổng thông tin điện tử. Sau hội nghị cấp thành phố, chỉ đạo các chi bộ đảng bộ cơ sở, tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy đến 100% các tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. Qua đó góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cải thống chính trị thành phố, của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt là sự chuyển biến của các tri bộ khu dân cư trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Chỉ đạo quyết liệt đối với việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán, giải quyết tố cáo ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, tiếp xúc đối thoại, tiếp xúc công dân cũng được thường xuyên chỉ đạo thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Trong những năm qua thì Đảng ủy phường Kim Tân rất là quan tâm tới công tác kiểm tra giám sát. Ngay từ đầu năm thì Đảng ủy đã xây dựng các cái chương trình kiểm tra giám sát trong năm để triển khai tới các chi bộ và như chi bộ chúng tôi thì cứ một 5 là kiểm tra hai và giám sát hai đảng viên đấy là những đối tượng cụ thể thế còn thì chi bộ giám sát thường xuyên tất cả toàn thể đảng viên trong chi bộ trong cái việc thực hiện nhiệm vụ công việc hàng ngày cũng như là trong cái chế độ sinh hoạt hợp của chi bộ Thành ủy Lào Cai đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện đề án 16 giai đoạn 2020-2025 của tỉnh ủy đăng ký và cam kết hoàn thành các mục tiêu, ban hành công văn định hướng xây dựng chương trình, phân bổ chỉ tiêu cho các cơ quan đơn vị, các chi bộ Đảng bộ trực thuộc thành ủy. Kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Do vậy, cấp ủy các cấp trực thuộc thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, việc xây dựng chương trình năm đảm bảo có trọng tâm trọng điểm. Ngay từ đầu năm thì Ủy Ban kiểm tra thành phố sẽ duyệt các cái chương trình kiểm tra giám sát của cơ sở triển khai tập huấn cho đội ngũ cán bộ công tác kiểm tra của đảng ủy các xã phường cho đến các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra giám sát của các tri bộ trực thuộc đảng bộ rồi đồng thời cử các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra thường xuyên hướng dẫn đặc biệt trong việc triển khai các những cái văn bản mới những cái quy định mới về công tác kiểm tra giám sát để góp phần là cấp cơ sở cũng như là các tri bộ trực thuộc các cơ sở nhanh chóng cập với các văn bản mới đặc biệt đến những quy định mới của đảng trong thời gian qua về thực hiện kiểm tra giám sát về kết quả kiểm tra giám sát đối với các cấp ủy trực thuộc thành ủy từ đầu nhiệm kỳ đến hết quý 2 năm 2023. Cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã kiểm tra giám sát đối với 430 trên 507 tri bộ đạt 85% so với mục tiêu đề án cấp ủy các cấp thuộc Đảng Bộ Thành phố đã kiểm tra giám sát đối với tổng số là 3.641 trên 6.252 đảng viên, đạt 58,2% mục tiêu đề án. Việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đề án đã có sự chủ động vào cuộc của cấp ủy các cấp thuộc thành ủy. Qua đó, các chỉ tiêu mục tiêu đều vượt so với kế hoạch đề ra. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát ngày càng được nâng lên. Điều đó thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy. Về thi hành kỷ luật đảng viên, cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ, Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp nhận 47 đơn các loại, trong đó 25 đơn tố cáo có liên quan đến 27 đảng viên. Nội dung chủ yếu có liên quan đến chế độ chính sách đất đai vi phạm trong thi hành công vụ, về phẩm chất đạo đức lối sống, có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt đất của công dân, có hành vi giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt đất của công dân, bao che cho đảng viên trong quá trình giải quyết đơn. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ hàng năm của ban chấp hành, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra các cấp. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra giám sát chuyên đề đối với 386 trên 663 tổ chức đảng, đạt 58,2% so với kế hoạch giao. 207 trên 291 đảng viên đạt 71,1% so với kế hoạch giao. Có được những kết quả đáng ghi nhận đó, hàng quý, thường trực thành ủy, tổ chức giao ban với lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của thành ủy, trong đó có đánh giá tiến độ thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn đảng bộ. Qua đó, kịp thời đánh giá đúng thực trạng để chấn chỉnh đối với các tổ chức đảng chưa nghiêm túc thực hiện. Duy trì giao ban quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở để kịp thời đánh giá, nắm bắt tình hình, tham mưu cho thành ủy, chỉ đạo khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng đảng nói chung và nhiệm vụ kiểm tra giám sát nói riêng qua đó có phần nâng cao chất lượng hiệu quả hiệu lực công tác kiểm tra giám sát. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn một số những tồn tại hạn chế, đó là vẫn còn tình trạng bị trông chéo về đối tượng kiểm tra giám sát thanh tra. Một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát còn chậm và chỉ tiêu đạt thấp so với mục tiêu đề án Số lượng kiểm tra tổ chức đảng đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa tương xứng với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Một số cuộc kiểm tra giám sát chất lượng chưa cao, qua kiểm tra giám sát thanh tra ít phát hiện sai phạm đến mức phải xử lý. khắc phục các cái tồn tại, hạn chế công tác kiểm tra giám sát thì thành phố đề ra một số các cái giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập các cái nội dung quan điểm trong cái kết luận 34 của Bộ Yên trị hai là tổ chức thực hiện tốt các cái quy chế phối làm việc cũng là quy chế phối hợp của các ngành để tạo ra cái sự đồng bộ giải quyết các cái nội dung có liên quan đặc biệt là công tác uh, kiểm tra giám sát xem xét xử lý kỷ luật ba là tăng cường kiểm tra giám sát uh, chính trong nội bộ uh, ngành kiểm tra để đảm bảo uh, các cái kết luận kiểm tra giám sát được thực hiện đầy đủ và triệt để. Bốn là kịp thời biểu dương khen thưởng các cái điển hình tiên tiến để tạo ra một cái động lực trong công tác kiểm tra giám sát và cũng như là phong trào thi đua ở tất cả các lĩnh vực liên quan. Năm là đẩy mạnh và đổi mới trong cái công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát và cái tổ chức và cái công tác tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra giỏi là một trong những giải pháp rất là hay và có hiệu quả để công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa thành ủy lào cai tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên xem xét, giải quyết kịp thời, không để tôn đọng các đơn thư tố cáo khiếu nại có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên, kết hợp với xem xét, xử lý vi phạm, đảm bảo tiến độ theo quy định. Tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình, giám sát, phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thời gian tới, Đảng bộ chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc thành phố đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, với quyết tâm chính trị cao nhất, vượt khó để đi lên, xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp, khẳng định vị thế là đô thị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, là động lực phát triển của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Quý vị và các bạn thân mến, trang truyền hình do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các bạn.